bạn để ý về cái hội chứng phản xạ cột sống, các nhà khoa học làm cái thí nghiệm là dùng cái thuốc phá cơ tiêm vào các cái vị trí đốt sống. Trong cái trường hợp thứ nhất này là tiêm vào đốt sống L5, thì trong quá trình tiêm là người ta tăng cái cường độ phá hủy lên, người ta tăng dần cái cường độ phá hủy cơ lên, người ta phát hiện ra là khi tiêm vào phá hủy vào cái đốt sống L5 và theo cường độ tăng lên thì dần dần trên hệ cột sống có các cái vị trí cơ nó co tăng dần lên, co tăng dần lên, co tăng dần lên. Các cái vị trí đấy ở C0, C1, ở C3, C4, C5, C6, C7, T1. Tại sao lại người ta lại tách tách ra thế? Tại vì nó tiến triển dần cả nhà. Tiếp tục ở bên dưới là T8, T9, T10, T12, L1 rồi xuống S4. Đấy. Thế thì cái chiều của nó là nó cứ tăng dần lên này nhà mình. Có nghĩa là khi tăng cái cường độ phá hủy cơ tại L5 thì khi mới 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 phá ở cường độ thấp ấy, thì những cái điểm gần ở chỗ F4 này này, T12, L1 bắt đầu nó co cơ. Khi mà tăng cường độ dần ở đây lên thì ở chỗ F4, T12, L1 nó tăng dần lên. Đến một cái ngưỡng nào đấy thì bắt đầu nó lại xuất hiện ở trên này, bắt đầu nó hình thành các cái ổ rối loạn. Và dần dần các cái vùng ổ rối loạn ở xa dần nó cứ tăng dần lên, tăng cường độ lên. Khi mà chúng ta xem những cái ví dụ này, dần dần chúng ta kết nối với phương pháp tác động cuộc sống, cho nên thầy Tán, thầy tổ phương pháp tác động cuộc sống mới nói là tôi là người mở ra cái ngành sức khỏe cuộc sống này, nhưng tôi chỉ là người lính chiến rất cần những cái nhà khoa học, những cái chuyên gia nghiên cứu mở rộng hoàn thiện. Tương tự ạ, trường hợp ví dụ thứ hai là người ta phá hủy ở đốt sống L3, phá hủy đốt sống L3 người ta phát hiện ra là khi mà tăng cường độ tại L3 thì bắt đầu L5, S1 bắt đầu phát sinh ổ ổ rối loạn co cơ. T10, T11 tiếp đến T6, T7, T8 tiếp đến C4, C5 tiếp đến C0, C1. Thì các cái cường độ cứ tăng cường độ lên thì bắt đầu các cái ổ rối loạn là cái cường độ co cơ nó tăng lên và dần dần nó phát sinh ra các cái ổ rối loạn mới ở trên hệ cột sống. Đấy. Trường hợp người ta làm ví dụ phá hủy cơ, làm thí nghiệm phá hủy cơ ở T10. T10 đây ạ. Khi phá hủy ở T10 và tăng cường độ lên ạ, thì dần dần người ta phát hiện ra ở dưới L3 co cơ T6 bắt đầu co cơ, tiếp đến tăng tiếp đến thì T1, T2, T3, T4. Tiếp nữa là C5, C6. Tiếp nữa là C0, C1. Người ta làm thí nghiệm bên này, người ta làm thí nghiệm ở một số lượng rất nhiều người, mọi người. Nó làm thí nghiệm ở trên người. Khoa học thực nghiệm là làm ở trên người luôn. Một cái trường hợp là người ta làm ở trên C4. C4 đây ạ.
Khi mà làm ở C4 tăng cường độ dần lên thì người ta phát hiện ra các cái cơ co cộm và cường độ tăng dần lên ở C7. Tiếp tục T5, T6, T7, T8. Tiếp xuống L1, L2, L3 và tiếp đến F1. Thì người ta làm rất rất nhiều cái ví dụ này, rất nhiều cái thí nghiệm này, và cuối cùng người ta đưa ra 7 cái mô thức chính nhà mình. 7 cái mô thức chính. Còn 3 cái mô thức nữa nó liên quan đến cái vùng C0, vùng T5 mình không ấy nhiều nữa, để đưa 4 cái để mọi người minh họa thôi. Có nghĩa là người ta có thể làm 100 người cùng ở cái T10 thì người ta phát hiện nó ra cái quy luật này. Nó có một cái quy luật. Nó gọi là, nó đặt tên gọi là hội chứng phản xạ cuộc sống. Hội chứng phản xạ cuộc sống. Có nghĩa là có một cái điểm kích thích thì nó sẽ có một cái hội chứng. Nó phản xạ lên các cái điểm khác, nó gây ra co cơ và dây di lệch đốt sống. Nó gọi là hội chứng phản xạ cuộc sống. Sau này dựa vào các cái mô thức này thì chúng ta biết là ở các cái cường độ ổ bệnh ở trên hệ cuộc sống như thế nào thì nó sẽ phát sinh ra cái hiện tượng co cơ theo cái quy luật nào. Ngoài ra thì chúng ta biết là bất cứ một cái đốt sống nào trên hệ cuộc sống cũng liên quan đến rất nhiều các cái sự cân bằng của các cái bộ phận khác ở nội tạng hoặc là ngoại vi. Tương tự, một cái bộ phận ở trên cơ thể nó liên quan đến rất nhiều đốt sống. Và những cái mối liên quan giữa các điểm ở trên hệ cuộc sống này nó có các cái quy luật của nó. Chúng ta liên hệ đến cái hội chứng phản xạ cuộc sống này thì chúng ta có thể suy luận ra là ví dụ có một cái ổ bệnh ở một cái điểm A là nội tạng, thì khi nó mất cân bằng thì nó phát sinh ra các cái vị, rất nhiều vị trí ở trên hệ cuộc sống cũng như ở ngoài cơ thể. Tuy nhiên cái cường độ của nó khác nhau, nhưng khi mới bắt đầu có thể nó tạo ra cái cường độ lớn nhất ở cái điểm, trong trường hợp này ví dụ như ở T10 là điểm đầu tiên. Khi mà cái cường độ mất cân bằng ở ổ bệnh nó tăng lên thì cái cường độ co cơ rối loạn ở T10 nó tăng lên, và dần dần các cái điểm khác, các cái điểm, đây là ví dụ, đây là điểm 1, thì các cái điểm 2, 3, 4, 5 dần dần theo cái mức độ tăng cái cường độ của cái điểm 1 ấy, thì dần dần nó hiện diện và nó nổi lên. Nó có hai chiều để nó tạo ra. Một chính là cái hiệu ứng từ cái ổ rối loạn chính T10, và đồng thời khác thì quy luật của nó thống nhất là từ cái ổ rối loạn ở ổ bệnh A để nó tạo lên. Và tất cả những cái quy luật này nó không chỉ trên hệ cuộc sống đâu ạ. Tại vì cứ mỗi một cái hiện tượng co cơ trên hệ cuộc sống thì hàng loạt co cơ ở bên ngoài ngoại vi, đầu ngón chân, đầu ngón tay, rồi thì mặt, tai, rồi ngực, bụng, vân vân. Cho nên có thể nói là có một cái câu ạ. Khi mới biết thì đau đâu chữa đấy. Khi mới biết thì đau đâu chữa đấy. Khi mà biết rồi thì đau đấy chữa đâu. Khi mới biết thì đau đâu chữa đấy. Khi biết rồi thì biết là đau đấy có thể chữa ở đâu. Nhưng mà cao thủ thì đau đấy chữa đâu cũng được. Người ta có thể ở một cái bệnh, người ta có thể chữa trên tay. Một cái bệnh người ta vẫn bệnh đấy, người ta có thể chữa trên chân. Vẫn cái bệnh đấy có thể chữa trên hệ cuộc sống. Vẫn cái bệnh đấy trên cuộc sống như có thể chữa ở T10, nhưng vẫn cái bệnh đấy có thể chữa ở điểm khác.
Tuy nhiên hiệu quả ở các điểm nó có cái cách hiển lộ khác nhau với từng người chữa. Nó liên quan đến một cái trạng thái nó gọi là kết nối, hiển lộ của lòng tin, của hiệu ứng tâm trí quan sát. Không biết ở đây chúng ta có hay nghe từ hiệu ứng của người quan sát không? Người ta quan sát và người ta nhận ra. Không quan sát thì không thấy, quan sát thì thấy. Đấy là cái thứ hai muốn chia sẻ. Thứ nhất là tam tiêu, thứ hai là hội chứng phản xạ cuộc sống, thứ ba là hội chứng cái thứ ba là học thuyết ngũ hành. Học thuyết ngũ hành này thì nó kết nối với học thuyết tạng tượng hay còn gọi là tạng phủ và học thuyết kinh lạc. Cái này ba cái, thứ nhất là ngũ hành tương sinh tương khắc, thứ hai là tạng phủ, thứ ba là kinh lạc, nó nằm trong một cái nội dung để chúng ta tham khảo. Ngũ hành là chính là năm cái tạng chính của cơ thể chúng ta: tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm, can, tỳ, phế, thận, năm cái tạng nó theo ngũ hành. Tâm hỏa sinh tỳ thổ, tỳ thổ sinh phế kim, phế kim sinh thận thủy, thận thủy sinh can mộc. Cái này là học thuyết ngũ hành. Tim hỏa, tâm hỏa sinh tỳ thổ, tỳ thổ sinh phế kim, phế kim sinh thận thủy, thận thủy sinh can mộc, và can mộc quay về sinh tâm hỏa. Cái này nó là ngũ hành tương sinh, còn tương khắc là các cái chiều ở bên trong cái cạnh bên trong của ngôi sao đấy. Kim thì khắc mộc, cái này nói đi nói lại nhưng mà ôn chúng ta cũng phải học. Kim thì khắc mộc, mộc thì khắc thổ, nó làm sát thổ. Thổ thì khắc thủy, thổ trấn thủy đê. Thủy thì khắc hỏa, hỏa thì khắc kim. Đấy. Cái này là tương sinh tương khắc, nó còn tương thừa tương vũ nữa, chúng ta không để ý. Học cái này để làm gì ạ? Để thứ nhất chúng ta biết cái tương sinh tương khắc, tương thừa tương vũ này á, để nó làm cho năm cái hành tương ứng với năm tạng của chúng ta song song tồn tại cân bằng nhau, không có vượt trội. Ông nào mà vượt trội quá là mất cân bằng, ngược lại ông nào mà suy quá mất cân bằng. Cho nên nhiệm vụ của chúng nó là phải chăm sóc hỗ trợ nhau, lúc nào cũng phải đồng hành khống chế nhau, không cho ông nào vượt trội cả. Thế còn tạng phủ
hay còn gọi là tạng tượng. Nó liên quan là cứ tạng nào thì nó có một cái phủ nào nó cùng cái hành. Ví dụ hành hỏa thì nó có thêm cái ông tiểu trường nữa. Ông tiểu trường cũng hành hỏa. Tê thì hành thổ thì có thêm ông vệ cũng là hành thổ. Phế kim thì có ông đại tràng cũng là hành kim. Thận thủy thì có ông bàng quang ở đây. Nghĩa là sao ạ? Ở đây nghĩa là thế này ạ, thận với bàng quang nó là một bộ. Nếu mà thận mất cân bằng thì bàng quang cũng mất cân bằng. Thế mà bàng quang vì nó với thận nó cũng là thủy, cho nên là bàng quang thủy cũng sinh ra, cũng sinh cái gọi là đảm, vì nó là mộc. Đảm mộc thì nó cũng sinh ra là tiểu trường, vì tiểu trường nó là hỏa. Đấy, tiểu trường là hỏa sinh ra vị, vị thổ thì sinh ra đại tràng. Đấy, nó cũng theo cái ngũ hành tương sinh tương khắc đấy. Cái thứ ba là cái thuyết thứ ba mà nó có hiện diện ở đây là thuyết kinh lạc huyệt đạo. Ở trên lưng ta có những cái huyệt, nó gọi là bối du. Bối là lưng mọi người. Cái du huyệt nó nằm ở trên cái đường kinh bằng quang đấy, nó có cái đốt sống tương ứng với các cái tạng phủ của chúng ta. Có nghĩa là ví dụ như tim mất cân bằng thì trí tuệ cổ nhân trong cái nghề sức khỏe này người ta phát hiện ra ở T6. Ngang với T6, ngang hai bên nó có cái đại huyệt. Cái huyệt nó liên quan đến tim. Tương tự với gan là T10. Với thận là L3. Với phế là T4. Với tỳ là T12. Đồng hành với nó, với vị là L1. Với đại tràng là L5. Với bàng quang là S3. Với mật là T11. Và với ruột non là S2. Cái này dựa vào cuộc sống thì chúng ta làm thế nào để chúng ta ứng dụng ở trong cuộc sống ạ. Chúng ta đã có cái phương thức đối nhiệt ở nhà mình. Phương thức đối nhiệt. Phương thức đối nhiệt. Phương thức đối nhiệt. Khi có một người nói với triệu chứng cho chúng ta biết thì chúng ta sẽ đoán được đấy là cái chức năng rối loạn của gan hay là mật, tâm hay là ruột non, tỳ hay là vị, phế hay là đại tràng. Ví dụ nếu mà chúng ta ho thì nó liên quan đến phế đúng không ạ? Nhưng mà đi đại tiện, tiểu tiện rồi đi trung tiện lung tung bùng lên thì có phải là đại tràng không? Đấy. Đái dắt, đái buốt, đái đêm thì có phải là thận không? Rồi thì bàng quang, tức vọng đái, rồi thì nóng, căng thẳng, rồi thì mọc mụn, mọc nhọn, có phải gan không? Đắng mồm, đắng miệng, khó tiêu thì có phải mật không? Rồi thì huyết áp, rồi thì tim đập rộn ràng, rồi thì phân sống phải ruột non không? Rồi ăn không ngon, ăn không tiêu, đầy bụng, ợ hơi thì có phải là tỳ là vị không? Đấy,
Thế mật tề thì những cái này, 10 cái này thì có nhiệt độ không ạ? Mật thì nóng ở đâu ạ? Kiểm tra mật nóng ở bả vai. Gan thì nóng ở đâu ạ? Hạ sườn. Tâm thì nóng ở đâu ạ? Cổ vai trái. Ruột non thì nóng ở đâu ạ? Rốn. Đúng không ạ? Tỳ vị thì nóng ở đâu ạ? Thượng vị. Đúng không? Phế thì nóng ở cổ vai phải. Đại tràng thì nóng ở chẩm. Thận thì nóng ở thắt lưng. Bàng quang nóng ở bụng dưới. Tức là dựa vào cái nhiệt độ chúng ta xác định được sau khi nghe triệu chứng, và chúng ta lại xác định được đúng rồi, nó nóng như thế là đúng rồi, tại vì đã thống kê đưa lên thành 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 tài liệu rồi, kinh rồi. Sau đấy thì nó có các cái gợi ý này, thế là ruột non là chúng ta kiểm tra cái khu vực S2, tim thì phụ trách kiểm tra cái T5, T6, T7. Chúng ta tìm, đây là những cái gợi ý, thì những cái này phải học thuộc, mình học thuộc. Này là cái thứ ba, đây là cơ sở thứ ba. Sở thứ nhất là tam tiêu, thượng tiêu là từ trên trên cổ xuống đến khoảng T6, liên quan đến tâm phế, liên quan những cái phần tiêu hóa ở phần trên đấy, thanh quản, khí quản, thực quản. Trung tiêu là từ T6 đến L3, liên quan gan, đến mật, đến tỳ, đến vị, đến nội tiết, đến thượng thận, một số cái. Hạ tiêu là từ L3 xuống đến hết xương cụt, nó liên quan đến các cái hệ thống sinh sản, sinh dục, liên quan đến hệ thống bài tiết, thận, bàng quang, ruột non. Đấy là cái gợi ý thứ nhất. Thứ hai là hội chứng phản xạ cột sống. Hội chứng phản xạ sống thì chúng ta cũng phải thuộc, thuộc ở cái mức độ nào đấy, chúng ta học thuộc lòng thì nó cần phải học rất là nhiều, phải thực hành nhiều. Cái thứ ba là cái nhóm liên quan đến ngũ hành, học thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, thuyết tạng phủ, học thuyết kinh lạc huyền đạo, gom vào trong cái hình ảnh này. Và có thể cái này là cái rất quan trọng cả nhà. Trông thế này thôi nhưng rất ngắn gọn, cho chúng ta rất nhiều cơ sở nhìn mặt để đoán được bệnh đây. Nhìn mặt để đoán được bệnh này, tai này, bàng quang với thận thì ra tai này, gan với mật thì ra mắt này. Đấy. Rồi thì tâm với ruột non thì ra lưỡi này, lá lách với tỳ thổ, tỳ với vị ra mồm này, phế kim với đại tràng ra da, ra mũi này. Mọi người để ý xem năm cái bộ phận này nó có liên quan đến nhất dáng, nhì da, thứ ba nét mặt không, nó có liên quan đến cái nét mặt của chúng ta không? Da đây này, hào quang, phong thủy, tự nhiên cái mồm nó lệch đi một tí, tai nó đen quắt đi, rồi cái mũi nó nhợt nhạt ra, nó xẹp xuống, cái mắt thì nó đỏ lên hay nó đục lên hay nó trắng ra hay là nó lờ đờ ra, lưỡi thì nó nhiệt, nó trắng, nó dày ra, đầy ra nói không được, môi thì nó nở hoa ra, thì có ảnh hưởng đến sức khỏe vẻ đẹp không ạ? Nhìn ở đây là nó cũng thể hiện hết đấy. Ở đây nó còn cái gì nữa, nó còn các cái kẹt đấy mọi người này, thấy nói năng lại cứ có những cái phản phất, những cái từ ngữ, ngữ điệu, ngôn ngữ của sợ hãi, quan đến cái gân, cái gan, cái mật thì dấu hiệu của không hài lòng, tức giận, phẫn nộ. Cái này thì trường hợp là hoan hỷ, trắc ẩn. Trường hợp của tỳ thì là
nghĩ ngợi của phế thì liên quan đến phế với đại tràng, liên quan cái bi âu sầu đấy, khi nó mất cân bằng nó kẹt ở đấy. Thế rồi ở đây nó có cả cái nó gọi là vị ấy mọi người, vị ngọt này, cho nên ở trong cắt thuốc nó quân thần tá sứ, sứ là sứ giả, muốn đưa thuốc vào đây là phải có vị ngọt. Thì tim với ruột non là vị đắng, cho nên là thuốc đắng giá tật, thuốc đắng là nó là sứ giả, nó dẫn vào tâm và ruột. Can thì chua, thận bàng quang thì vị mặn, phế đại tràng thì vị cay. Đấy, trông chỉ có thế này thôi nhưng mà rất là nhiều thông tin. Mùa phế với kim là mùa thu, thận là mùa đông, nó gọi là mùa kỵ của thận, cho nên là rét quá và tiêu xài sử dụng thận nhiều quá là rất là hại. Can thì là mùa xuân, mùa của đâm chồi nảy lộc. Riêng cái can, cơ thể chúng ta riêng cái gan mà cắt đi là nó mọc lại được nhiều. Thế còn mùa liên quan đến tâm là mùa hạ. Thế còn tỳ thổ nó mùa gì ạ? Tỳ thổ mùa gì? Đây là cơ này, đây là ẩm ướt này. Tỳ thổ là mùa gì? Đố nhà mình biết tỳ thổ là mùa gì? Tỳ thổ nó là giao mùa của bốn mùa này. Thổ nó là cái yếu tố trung gian. Tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Chuyển cái tháng để nó chuyển từ mùa nọ sang mùa kia thì nó là thổ. Nhà mình nhé. Tiếp ạ, chúng ta tiếp đến một cái cơ sở nữa. Cảm ơn cả nhà. Chúng ta tiếp một cái cơ sở nữa. Đây. Cái này là cái gì ạ? Hình ảnh này là cái gì ạ? Hình ảnh này là cái hình ảnh, cái bên này thì là trong cái này nó gọi là kinh lạc, học thuyết kinh lạc Phật đạo. Cái này là trí tuệ cổ xưa, y học cổ truyền. Còn cái này là định khu tiết đoạn thần kinh, định khu tiết đoạn thần kinh. Đây là thành tựu của giải phẫu của y học hiện đại. Cái này là chúng ta đã nói ở trong cái vừa nói ở trong cái học thuyết ngũ hành tạng phủ kinh lạc, gom nó vào để đưa 10 đốt sống tương ứng với 5 cái tạng và 5 cái phủ chính đấy. Thế nhưng mà chúng ta xem dọc theo cái chiều dài của các đốt sống đấy, thì bên giải phẫu nó có một cái nó tương ứng với theo cái chiều dọc cuộc sống, nó gọi là tiết đoạn thần kinh. Cái tiết đoạn thần kinh này nó liên quan đến cái cảm giác anh nhà mình, liên yêu nó rất rõ ở cảm giác. Cho nên sau này có những cái bệnh, ví dụ như là bệnh thần kinh liên sườn, nếu mà chúng ta đã diễn dịch nó là thần kinh liên sườn thì chúng ta nhìn thấy ngay này, từ T1 đến T12 đây nhà mình, từ T1 đến T12 mỗi một đốt sống nó tương ứng với một cái giải, một cái tiết diện da nào đấy, nó gọi là đốt da. Ở đấy nó có hai cái mốc, T10 là đi qua rốn,
và T4 thì qua ngực, T10 thì qua rốn, T4 thì qua ngực, T10 là qua rốn, T4 là qua ngực, T10 qua rốn, T4 qua ngực. Cho nên sau này á, chúng ta thấy mà nó hiện tượng nó đau theo cái tiết diện da, nó nóng rát, nó đau tiết da quanh quanh rốn, chúng ta biết là chúng ta tìm trọng điểm ở trên T10. Cái này nếu mà rốn mà chúng ta gióng ra cột sống là nó ra L2 nhà mình. Rốn mà chúng ta gióng ra cột sống thì nó là L2. Cho nên cái tiết đoạn da, tiết đoạn cơ với tiết đoạn thần kinh nó lệch nhau 2-3 đốt sống tùy chỗ. Tiết đoạn da, tiết đoạn cơ, tiết đoạn đốt sống nó lệch nhau 2-3 đốt. Cho nên chúng ta thấy là T12 nếu mà xem ở đằng sau, T12 nếu mà xem ở đằng sau thì nó mãi ở trên lưng, nó gần gần giữa lưng ấy. Nhưng mà cái tiết đoạn da mà nó phụ trách thì nó lại nằm xuống đến sát bộ phận sinh dục cái này. Cho nên khi chúng ta bị cái rối loạn về cảm giác, cái thụ cảm da ở dưới chỗ mãi sát cái vùng gọi là sinh dục ở phía trước chỗ bọc đái này này, thì liên quan đến cái bệnh thần kinh liên sườn ấy, thì cái đốt sống mà nó bị di lệch mà chúng ta chữa thì trọng điểm nó lại nằm đâu ở chỗ T12 mãi ở trên giữa lưng. Cho nên là chúng ta cái tác động của sống này rất hay, cái là chúng ta có thể kết nối được. Thế và trong rất nhiều trường hợp liên quan đến bệnh tạng phủ thì giải phẫu thần kinh cũng có là quả tim, thì nó gồm những dây thần kinh giao cảm nào nó chạy từ khoảng chỗ T3, T4 xuống T7. Thế nhưng mà trong cái trí tuệ cổ xưa mà thông qua cái học thuyết kinh lạc thì nó chỉ có một cái tâm du nằm ở chỗ khe T5, T6 thôi. Chỉ có một cái thôi. Và thầy tổ có nói là thế này. Có rất nhiều trường hợp nếu mà ứng dụng theo y học hiện đại thì không thấy chính xác. Nhưng mà ứng dụng vào y học cổ truyền thì lại thấy đúng luôn. Đấy. Ví dụ những cái trường hợp tạng lớn của chúng ta là cái tạng tiêu hóa. Tạng lớn nó liên quan đến cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, đại tràng, ruột non. Thì cả một cái đại tràng nó rất nhiều khu vực, nó dài rất nhiều cái thần kinh của nó phụ trách. Nhưng mà theo cái y học cổ truyền thì nó có cái đại tràng du ấy, thì nó nằm ở khe L4, L5 mà diễn dịch sang đầu gai sống thì nó ở L5 tác động cuộc sống. Nhà mình. Thế thì theo cái định khu tiết đoạn thần kinh này có rất nhiều cái mốc mà chúng ta cần phải nắm được. Sau này liên quan đến những cái bệnh thần kinh vận động là chúng ta phải nắm được ngay. Liên quan đến thần kinh và vận động, thần kinh rồi cảm giác. Ví dụ nó đau nó liên quan đến ngón cái thì chúng ta biết ngay là nó dây C6. Dây C6 nó chạy xuống, nó chạy dọc theo cái phía trên ngoài của cánh tay này. Thế rồi liên quan đến T10 là biết ngay là liên quan đến khu vực rốn. T4 là ngực, đúng không? Qua đầu gối là L4, mọi người. Đầu gối là L4. L4 là đầu gối. T4 là ngực. L4 là đầu gối. Bệnh đầu gối là rất nhiều vấn đề đau. Một trong những cái đấy có thể cũng là thần kinh. Mà nếu mà chẹn thần kinh làm cho cơ kiếc ở đây nó rối loạn thì phải là L4. Đấy. Rồi mặt đằng trước là L3 này, L2 này, L1 này, L4 này, L5 này. Còn mặt sau là S2, S1 này. Đấy. Đây là S1 này, đây là S2 này. Thế rồi cái chỗ này này,
mọi người nhìn cái chỗ nhạy cảm này này, ở đây nó có chữ S2, S3, S4, có nghĩa là tiết đoạn thần kinh S2, S3, S4 thì nó chạy qua, nó lại chạy vào cái bộ phận sinh dục thì nó phụ trách ở đấy. Những cái này là chúng ta phải nắm được, nó liên quan đến cái thần kinh phó giao cảm. Nhưng mà hai cơ chế của nó hơi khác nhau một tí nhà mình. Đây là liên quan đến định khu tiết đoạn thần kinh, chúng ta phải nắm được. Để liên quan đến bệnh vận động, bệnh thụ cảm, cảm giác. C8 là ngón tay út, C7 là mấy cái ngón giữa. Đấy. Thấy đau thì co quắp ở đấy là chúng ta nắm được ngay. Đây là cái cơ sở thứ 4. Cơ sở tiếp theo là cái từ quan hệ biểu lý này, nhưng thực ra cái này là cái này. Cơ sở tiếp theo là cơ sở chỉnh cốt. Cái này chúng ta dùng cái tình là chỉnh cột sống. Chỉnh cột sống. Cái này là các cái nước phát triển Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Anh, Pháp, Canada, vân vân. Người ta có cái chương trình đại học của chỉnh cột sống, học 6-7 năm. Và người ta nghiên cứu cái này rất chặt chẽ. Có rất nhiều bệnh học liên quan đến nội tạng, liên quan đến bệnh nan y được chữa khỏi khi mà phát hiện sớm. Nhưng mà người ta chỉ đưa ra được là ví dụ như là bệnh ca dạ dày hay là ca tụy hay là ca gan ở giai đoạn đầu, thì người ta phát hiện ra có hiện tượng di lệch những đốt sống nào thì chúng ta cần điều chỉnh cái đốt sống đây. Ngoài ra thì rung chấn tạo sóng cảm giác ở đốt sống nào, kết hợp với việc ăn uống, nghỉ ngơi, tắm, cái yếu tố tắm đó là một cái yếu tố rất được đưa vào đấy, thì tỷ lệ khỏi rất là cao, rất là cao luôn. Khi mà tôi dịch cái cuốn sách đấy, tôi không dịch được, tôi chỉ tham khảo thôi, là tôi mừng lắm, mừng nó cứ chảy nước mắt ra cả nhà, mừng cứ chảy nước mắt ra. Tại sao thế ạ? Tại vì tác động cuộc sống nó có những cái ưu việt, ưu điểm, nhưng mà trước đây tại sao mà lại được Bộ trưởng Y tế, Tổng Hội trưởng Y học, Liên hiệp Khoa học, rồi thì các cái lãnh đạo trung ương, lãnh đạo nhà nước ủng hộ, hàng mấy chục bác sĩ đầu ngành tham gia hội khoa học, làm các đề tài khoa học, rồi mở trung tâm, mở khoa tác động cuộc sống ở Học viện Y dược cổ truyền, rồi thì trung tâm ở Liên hiệp Khoa học, vân vân. Tại vì nó hiệu quả, tại vì nó có cơ sở. Tuy nhiên nếu mà bây giờ chúng ta kết hợp với cái chỉnh cốt học của nước ngoài ấy, thì người ta đã thống kê rồi, nếu mà mình tin người ta, mình dựa, mình tham khảo vào cái đấy, nhưng mà mình không chữa thuần túy theo cái kiểu là công thức hóa, mình không công thức hóa, mà mình dựa vào cái đấy coi như là cái gợi ý của người ta để mình tìm trọng điểm, thôi. Thì sẽ rất là tuyệt vời. Tôi báo cáo với cả nhà là tôi cũng vẽ lại, tôi đang cùng với một người bạn đang vẽ lại cái bản vẽ dựa trên những cái cơ sở này đấy. Đấy.
trên tất cả những cơ sở này. Để chỉ dẫn, để gợi ý, để tham khảo. Theo ngũ hành thì thế nào? Theo định khu tiết đoạn thần kinh thì sao? Theo giải phẫu thì nào? Theo chỉnh cốt thì thế nào? Đưa vào, nhưng mà đưa vào cho nó đẹp, giống như là cái bản vẽ trước đây. Kiểu như thế này đây. Đang hoàn thiện. Tiếp nữa, một cái thứ mấy là, thứ nhất là tam tiêu, thứ hai là hội chứng phản xạ cuộc sống, thứ ba là định khu tiết đoạn thần kinh, thứ bốn là ngũ hành tạng phủ kinh lạc, thứ năm là chỉnh cốt học, thứ sáu là theo thống kê của tác động cuộc sống nhà mình nhé. Thứ sáu là tác động cuộc sống đã thống kê được nhiều lắm rồi. Thống kê của phương pháp từ năm 1947 đến năm 2000, 53 năm. Đây là cái mốc thầy tổ bắt đầu tham gia phương pháp tác động sống để độc lập nghiên cứu và dạy và học. Còn đây là cái thời điểm mà thầy chia tay về với tổ tiên. Từ năm 2000 đến nay là 22 năm rồi. Chúng ta đang tận dụng, đang học, đang thừa kế. Và các học trò đang chưa có tiếng nói chung cao. Ngay cái thừa kế thôi nhưng mà tiếng nói chung chưa cao. Chưa có cái bắt tay bàn bạc nghiêm túc. Có những người có đủ trọng lượng ở học viện hay là liên hiệp khoa học hay là học trò độc lập đứng ra nói có cơ sở, có bản lĩnh. Và chưa hội tụ được, chứ còn mỗi người giỏi một kiểu đấy nhà mình, mỗi người một cách. Nó chỉ là những cái khía cạnh nho nhỏ thôi. Thì cái thống kê này ở đâu là nhiều nhất ạ? Ở Cẩm Nang của bác Bùi Đức Cương nhà mình nhé. Cẩm Nang của bác Bùi Đức Cương. Nhưng mà cái cuốn sách này ấy, bác Bùi Đức Cương bác ấy viết khoảng 200 trang, hơn 200 trang, như bác viết từ năm 1, viết trong 21 năm. Thống kê ở trong 21 năm. Khi mà chúng ta có cái quan sát khách quan và có cái tham khảo đối chiếu ấy, thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái sự, nó gọi là sự hội tụ của lịch sử, của cái sự trung thực, chân thật. 21 năm mà chỉ biết có hơn 200 trang thì mọi người hình dung là mỗi năm có hơn 10 trang. Mà một ngày ấy, bác xuống nhà cụ tán 5-10 tiếng. Có nghĩa là hầu hết ngày nào cũng 3 buổi, 21 năm liền. Bác là phó giám đốc nhà máy in Tiến Bộ, bác sinh năm 1926 đến năm 79. Thì bác xin nghỉ hưu sớm. Phó giám đốc nhà máy in Tiến Bộ. Mặt bác rất là phúc hậu nhà mình. Bác có anh con trai sinh năm 61, cũng là đồng môn của tôi. Và cái cơ sở thứ bảy là cái cơ sở rất quan trọng, cơ sở nó làm ra thống kê tác động một số. Cái cơ sở thứ bảy là cơ sở rất quan trọng. Đây không phải là gợi ý mà là hệ thống nguyên tắc cộng với phương thức cộng với thủ thuật để tìm trọng điểm. Cái này là cái chúng ta học từ đầu đấy.
để tìm ra cái trọng điểm đấy. Chúng ta dựa vào 6 cái cơ sở trên để ứng dụng thủ thuật trên cơ sở các cái nguyên tắc và phương thức. Tất nhiên nó dựa vào cái trực giác của chúng ta đấy, để chúng ta tìm ra trọng khu trọng điểm. Và cái cuối cùng, CC là thế này. Nó có một cái câu chuyện này, xin kể cho nhà nghe. Nó có một cái câu chuyện này. Có một cái ông vua, trước khi ông làm vua thì ông ấy làm tướng rất là giỏi. Ông này ông rất giỏi. Ông bắn tên là ông đứng cách xa 5-70 trượng, là ông cứ bắn phát nào trúng phát đấy. Và ông này ông rất là thích khen, cho nên là cái hàng rào của ông ấy là nó có những cái phía an toàn, là ông tạo điều kiện cho người ta đi qua, người ta ngắm được ông khi mà ông gọi là văn ôn võ luyện. Và người ta đứng xem thì ông rất thích. Ông ra sau khi ông bắn xong, ông cười ha hả, ông bảo các ngươi thấy ta bắn có giỏi không, tài không. Thế thì có một hôm thì ông cứ bắn đi bắn lại, mà hôm đấy chả biết làm sao, chả có ai, ông cứ ngó nghiêng nghiêng mãi. Thế là cuối cùng có một cái ông bán dầu với nhà mình, ông bán dầu ông đi qua, ông đứng ông lại ghé vào đấy, mà ông không nhìn, ông lại cứ đứng ghé người vào đấy, không biết ông làm gì. Thế là ông này ông mới gọi quân bắt đem vào. Ông tra hỏi xong khoe, chả có ai cả, có mỗi mình cái ông đấy. Ông bảo nhìn tao bắn đây, vừa dọa vừa khoe, bắn mấy chục phát trúng vào bia hết. Ông mới hỏi là người thấy tao bắn có giỏi không. Thế ông kia ông bảo có cái gì mà giỏi, chả có gì giỏi cả. Thế ông kia ông bảo là người đã nói thế thì người hãy cầm cái cung này và bắn đi, người không bắn được ta sẽ xử chém đầu người. Thế thì cái ông kia ông bảo là tôi bắn làm sao được, nhưng mà tôi làm cái khác mà ngài không thể làm được. Thế ông kia ông bảo làm cái gì. Thế ông này ông bảo này, tôi rót dầu. Ông này ông mới xếp, ông lấy ở trong cái túi của ông ra 50 cái chai. Mọi người có biết chai cái lỗ nó bé tí không? Đấy. Xong ông đổ dầu vào cái xô ấy. Xong ông đứng từ trên cái ghế, ông rót từ trên cao xuống. Ông rót, ông bắn vào các cái lỗ chai đầy 50 chai, không rớt ra giọt dầu. Không có giọt dầu nào bung ra được. Ông bảo là tôi rót dầu 30 năm nay rồi, quen tay rồi. Bây giờ tôi rót được cái này đấy. Ông có rót được không? Thế là ông quan ông cười ha hả rồi ông phục quá. Ông bảo thế này gọi là cái gì? Ông kia ông bảo quen tay thôi, có cái gì mà giỏi. Quen tay thôi. Thế thì ông bảo nhưng mà quen tay nhưng mà phải làm thế nào được, có bao nhiêu người rót được như ông? Ông bảo quen tay ấy, nhưng mà nó phải nhờ thích. Thứ hai là làm nhiều vì có lý do để làm. Phải thích làm và phải có lý do để làm. Quen tay là do làm nhiều. Làm nhiều nhưng mà phải thích. Và phải có động lực. Lý do ạ. Động lực, lý do. Là ông kia ông rủ rượu luôn. Bảo là nói thế thôi chứ ông rót giỏi quá. Tôi thì cả đời tôi có đi học tôi cũng không thể rót được. Cái này nó gọi là cái gì ạ? Cái này nó gọi là công phu thủ luyện. Công phu thủ luyện. Cái hữu hình là đôi tay. Cái vô hình là các cái phẩm chất, các cái trí tuệ ở bên trong mình ấy. Và những cái bên trong thì nó lại hiển lộ ra tay
chúng ta. Hết. Nay chia sẻ thế là hết. Chị Lượng ơi, em nói có đúng không chị Lượng? Chị quá hay thầy ơi. Chị dạy học 3-4 năm rồi, chị cũng phát hiện ra là không có giáo viên giỏi mà chỉ có giáo viên quen dạy không? Chị ghi mất mấy mấy câu đấy, ghi tranh thủ ghi thật nhanh rồi đấy. Quen dạy nhưng mà phải yêu thích và phải có lý do đúng không chị? Em thế giáo viên Là nào mà thầy yêu học sinh nó dạy khác hẳn, mà thầy dạy giỏi là vì thầy dạy nhiều. Thầy dạy nhiều là thầy dạy giỏi, thầy dạy nhiều nên thầy giỏi, thầy quen. Tuyệt vời quá, hay rất là hay. Về đấy. cái kia chị chưa chưa biết gì cả, nhưng mà thấy cái câu chuyện hay quá. Thì em cũng nói thật với chị là em cũng phát hiện ra cái câu chuyện này có nhiều người thích. Em mấy hôm nữa em đi dạy offline, lớp đông đấy, gần có khi là 70-80 người ở trong Kiên Giang ấy, là mình phải chuẩn bị mấy chục câu chuyện. Tại vì mình dạy không hay, cuối cùng mình phải cho câu chuyện ấy, người ta cười, người ta quên hết. Dạy từ sáng đến trưa cho một câu chuyện, xong từ trưa đến tối cho một câu chuyện nữa, thế là tối về hạnh phúc cả tối, cuối cùng chả học được gì cả. Cái đấy là phải học thầy đấy. Phải học thầy nhiều thứ. Tuy nhiên là những cái này là những cái thật, nhưng mà cái này là em được học thì em thấy hay quá thì em nói lại thôi. Có ai có câu hỏi nào không ạ? Có ai có câu hỏi nào liên quan đến những cái nội dung hôm nay không? Nói về phần nội dung nào thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái phần đấy. Tại vì tác động cuộc sống có mỗi từ trọng điểm thôi. Nhưng mà trọng điểm mà không có các cái cơ sở thì chúng ta cứ mân mê cả cả cái cuộc sống rất là dài thì làm sao mà tìm được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nắm được cái này ấy, nhà mình nhé, nếu mà ai nắm được thêm cái luân xa nữa, tại vì cái luân xa nào là nó kẹt cái cảm xúc nào rõ lắm nhà mình. Có thể nói là một trong những cái kẹt của luân xa, theo cái quan điểm của luân xa mình thấy rất hay, mà các cái giáo viên, các chuyên gia yoga cái này là rất cần nên. Nhìn thấy cô giáo Lệ là phải nói thêm cái này, tại vì nếu không là hôm nay là phải đưa 7 cái luân xa ra, đưa 5 cái luân xa chính ra để luận thêm một tí nữa. Nhưng mà như thế nó cũng tham quá đúng không? Bây giờ xin hỏi có ai có câu hỏi nào không ạ? Thầy hôm nay em vào đúng cái bài mà em đang tìm thầy ạ, bởi vì em đang cũng đang về yoga, cũng đang tìm cái khoa học biện chứng để về cái vấn đề này, bởi vì bên yoga của em cũng tìm được cuộc sống ấy, để đoán năng lượng đó, cho nên là cuộc sống cong vẹo là cái phần năng lượng của người đó không tốt đấy, cho nên là tụi em cũng phải tìm về y học để xác định, y học cũng xác định như thế để em có cái cơ sở biện chứng để nói có sách mách có chứng. Y học hiện đại với y học cổ truyền và giữa năng lượng yoga của chúng ta phải có sự tương đồng, cái này em đang đi tìm đấy. Ngày mai thứ bảy này tặng em 3 cuốn sách, em về em học 3 năm luôn không hết. Dạ. Để nói về luân xa thì đúng là cái chuyên ngành của em cũng đang phụ trách về học viện về cái luân xa, cho nên là nhìn thế là bọn em nhìn cái là thấy luân xa luôn rồi đấy. Đúng rồi, nó kết nối và nó thực ra là nó na ná như nhau đấy, mà nhưng mà nó là cái chiều khác. Dạ. Nó là cái chiều khác, cái chiều kích khác. Vâng. Vâng thầy ơi, cho chị xin hỏi tí. Vừa rồi là chị đau ấy, chị đau mà thầy anh Tuấn nói nghe tác động cuộc sống cho chị. Thì trước cái lúc mà chị đau là chị dùng cái thuốc giảm đau rất là nhiều luôn, mà cái dạ dày chị đã ừng lên rồi, mà chị đi lấy thuốc là đã lấy rất là nhiều thuốc rồi. Thế nên khi mà anh Tuấn anh ấy thì anh ấy chữa cho chị từ cái hôm đấy giờ được mười mấy buổi rồi á, thì tự dưng cái dạ dày chị nó hết lúc nào không biết. Hôm nay chị sực nhớ là ôi em có đau dạ dày nữa đâu. Thế là anh ấy bảo là đấy là anh chị rồi, chị rất là tâm đắc. Hôm nay mới vào lúc đầu tiên thôi mà thấy cái việc mà tác động cuộc sống nó điều trị rất là nhiều bệnh, chị rất là thích luôn. Thì mình nhá. Cảm ơn chị
Chị Lượng chia sẻ, nhưng mà thông báo với cả nhà là chữa dạ dày đơn giản lắm nhà mình ạ. Đơn giản này là đơn giản trong ngoặc kép ấy nhà mình. Có nghĩa là ông thầy mình ông bảo là từ sau đừng có nói cái gì dễ cả. Cho nên nhớ lại cái câu của ông Đỗ Đức Ngọc cũ nói ở trong cái clip chữa thần kinh tọa. Mình cứ quay đi quay lại cái đấy, khi mà nói về bệnh thần kinh tọa là mình chia sẻ cho mọi người là 10 trường phái chữa thần kinh tọa. Trong đấy thích nhất của thầy Đỗ Đức Ngọc là thầy bảo đây này, nhìn thế này, chữa thần kinh tọa dễ lắm. Đấy. Đây này, thế là mình cứ quay lại cái từ đây này, nhìn đây này, chữa thần kinh tọa dễ lắm. Thì vừa rồi mình nghe ông thầy ông nói này, không có cái gì dễ cả, nhưng mà có các chuyên gia biến cái phức tạp thành cái đơn giản, chứ không có cái gì dễ cả. Nhưng mà có lắm chuyên gia giỏi hơn là biến cái đơn giản thành cái phức tạp để biến thành những cái ngành nghề mới. Đấy. Những cái nghề như là làm tóc, như là cắt móng tay, gọi là làm nail đấy. Thực ra có mỗi cái việc cắt cho nó sạch, cho nó an toàn, cho nó gọn gàng thôi, nhưng mà biến thành một cái nghề nghệ thuật kinh doanh luôn. Đấy là biến cái đơn giản thành cái phức tạp để thành một lĩnh vực ngành nghề mới. Thế còn trong cuộc đời này thì cũng rất nhiều người biến cái đơn giản thành cái phức tạp để cho nó đau khổ. Nhiều khi đau đầu là do mình cứ phức tạp hóa mấy cái ở đâu ra. Có ai có câu hỏi nào không? Hay là ai hôm nay anh Đạt không biết có ở đây để anh Đạt hát bài xong thì còn chia tay nhỉ? Duyên có hát một bài cho bệnh nhân thì hát luôn cho cả lớp nghe không? Ngủ nhé cả nhà. Hẹn gặp cả nhà sáng mai nhé. Rồi, biết ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Clip sẽ gửi lên nhóm để mọi người ôn lại. Nếu mà ai có kiến thức cái gì thì gắn thêm cái luân xa vào đấy nữa. Luân xa thầy, biết ơn cả nhà. Biết ơn thầy ạ. Xin chào cả nhà. Biết ơn cả nhà. Chúc cả nhà. Chào cả nhà. Chúc thầy và cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn ạ. Chào thầy và cả nhà. Chào thầy và cả nhà. Tắt Zoom ạ.